ra nhà ông bạn mình chơi nha. Ông bạn mình ở Duyên Hải nè. Nay ông dẫn mình đi đục hàu. Hôm nay mình dẫn anh đi đục hàu bữa nha. Đây không có câu, hay đi đục hàu. Hàu này nước cạn rất là dễ đục nè anh em ơi. Đây nè, ông sẽ dẫn mình xuống cái cống để đục nè. Đây, cái cống này nè. Nhiều lắm em thấy luôn. Thấy không, ngọ bù đó đó, quá trời luôn. Để chở ông ra ông gọi đục mà mình nó cho mình như kim. Hôm nay mình đi không có đem đồ theo nữa. Chờ ông đem đồ nghề ra mình đục nè. Đây phụ ổng nữa. Mình đục anh em ơi. Mình gột nè. Ngọt anh em ơi, ruột ngọt quá. Cho chùm ruột nha, ngon lắm. Ăn nó tiêu rồi. Chấm đây là cái búa này anh em, có cái búa nha. Chúng cụ đọc nghe cái búa ra đó mình đục à. Nãy giờ đi anh em ơi, nghe đục hào thôi còn thận nó tiêu rồi, ngủ luôn rồi vậy chết nổi rồi. Lần nào xuống đây cũng tới cái đỉnh điểm này anh em. Cháu này mình đục hào chỗ này nè anh em, ở con cua rồi. Con này bự bự không ấy chứ, đi sâu quá mà. Rồi coi cần thủ vây tay thận nha em ơi, đi hết nổi rồi. Rồi lấy kìa, đang bị như một ninja led vậy đó. Đây ở đâu ở xuống rồi. Không có thằng nào ở ngoài kìa. Đây không có thằng nào trên trời đục rồi gì á, có chưa đâu, không ai đục đâu, nên nước nhiều quá. Tóc đục nè anh em. Rồi ơi anh em, con hào anh em, con hào mới vừa đục lên xong á rồi nó về nè anh em. Ôi ôi rồi thất bại rớt rồi anh em ơi. Hay anh Kiệt đang gọi vô trong đó. Không cam rồi. Cam nổi rồi. Chui vô trong cổng luôn rồi. Không ngồi ở cổng rồi đó. Nổi nữa. Ê. Vậy? Để nữa rồi. Ăn nè. Ôi nhìn nó đã lắm anh em ơi, này nặng chanh vô là húp gột gột luôn á. Em đục nha anh em, cửa con nằm bự rồi mới đục. Thank you.
Thằng gấu quay tới đụng, đụng như shit vậy đó. Đục bể mỗi con luôn. Đây kìa, anh đục cái giờ kìa. Nằm trên đó toàn là bể ra không anh em. Không có tin được luôn. Đấy, coi kìa. Đúng là phá hoại nhiều hơn đục mà. Đục hào nghệ thuật rồi nữa. Nhìn nó cái này. Tái chanh ngon lắm. Họ mới thấy. Ủa mà cái con hình như nó không có gột hơn ơi. Thôi còn kìa, cũng chui vô đây, ở trong đây luôn anh em ơi, không chưa ra luôn rồi. Mát quá, chắc giữa trưa nắng rồi không ra đây mát quá, quá trỏng luôn rồi. Thôi anh em ơi, nó đục. Ngon à, cái này nướng ăn ngon rồi. Đi xuống cái cây. Chào anh Kiệt. Tôi quăng rồi đó. Ê, con hào này anh em ơi. Quá trời ngon luôn. Hình hình là mình đục từ bao nhiêu đây rồi nè. Im đó, chờ ông đục thêm mớ nữa ra mình đi nướng nha. Mình sạc sạch sẽ mình mới đem đi nướng nha anh em. Đây. Đây sạc ra cho nó sạch sạch xíu nha. Ê, với chơi thử ngầm biến nha anh em. Với chơi thử ngầm biến. Bây giờ mình sạc hết tóc này mình đem ra đó mình nướng nha. Chuẩn bị chất than ra đó nướng đó. Em bây giờ mình nướng bằng cái đó nha anh em. Đây là cái lồng của máy quạt nha. Mình bỏ hào lên đó đó mình nướng. Đúng rồi. Anh em bây giờ mình đang nướng mấy con hào mà nó bị bể nha. Xong rồi mình sẽ nướng mấy con này. Ơi, hôm hết lên kìa ăn này nha. Ơi.
Hấp 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 kẹt hấp. Ừ. Mâm. Đây. Mình cũng làm miếng anh em ơi. Hấp dẫn quá. Chấm nè. Mà anh em nghe. Mà anh em ăn nha. Thôi chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo của mình nha. Thank you.